Từ thành phố Quảng Ngãi đi dọc trục quốc lộ 1A ra phía Bắc, đến ngã tư Thạch Trụ, rẽ ngược lên phía Tây khoảng hơn một giờ xe máy là đã đến Ba Tơ. Đã từng ấn tượng về những tấm vải thổ cẩm Hơ Rê với sắc màu đằm thắm trong lễ hội thổ cẩm quốc gia vừa mới tổ chức cách đây ít lâu, nên chúng tôi thật háo hức khi tìm về vùng núi Ba Thành, Ba Tơ, nơi quê gốc của những tấm thổ cẩm đậm sắc văn hóa dân gian vừa được vinh danh trên sàn diễn thời trang của lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Điểm đến hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với làng Teng ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây có nghề dệt thổ cẩm truyền thống rất nổi tiếng và có những tiết mục dân ca, dân vũ đặc trưng của đồng bào Hơ Rê tại vùng núi này. Đây là khu nhà sàn văn hóa của làng. Đó cũng là nơi các nghệ nhân tập trung mỗi khi làng có khách để thực hành nghề dệt thổ cẩm hoặc trình diễn những tiết mục văn hóa truyền thống của dân tộc Hơ Rê. Ôi, chào cả nhà. Ôi, con trai mà cũng tập dệt hả? Vâng. Biết rồi. À, vậy bây giờ mình có thể thử ngồi và dệt được không? Dạy cho mình được không? Được. Cho mình thử với nhá. Thật bất ngờ khi được biết làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ là nơi duy nhất của người Hơ Rê ở Quảng Ngãi còn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống độc đáo này. Làng Teng có hơn 200 hộ, chủ yếu là người dân tộc Hơ Rê. Từ đời này sang đời khác, nghề dệt thổ cẩm đã trở thành nghề truyền thống mang nét văn hóa đặc trưng của làng. Điểm nổi bật dễ nhận thấy ở những bộ trang phục của người Hơ Rê là thường có hai màu đen và đỏ. Người Hơ Rê quan niệm, màu đen trên tấm thổ cẩm tượng trưng cho nước và đất thuộc về giới nữ. Còn màu đỏ là thế giới vô hình tượng trưng cho thần linh thuộc về giới nam. Rời nhóm dệt, cô gái Hơ Rê giới thiệu chúng tôi với nhóm nghệ nhân Túc Trinh. Đã nhiều lần xem các nghệ nhân Tây Nguyên biểu diễn cồng chiêng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức nghệ thuật chiêng ba truyền thống của người Hơ Rê. Chẳng mấy chốc trời đã ngả trưa, nhóm nghệ nhân mời chúng tôi dùng bữa với những sản vật núi rừng. Trong khi trai gái bản nhóm lửa làm cơm, thì tôi được các chị thợ dệt rủ đi hái lá rừng về nấu món thịt trâu. Mình biết rồi, cái lá này là ở dưới đồng bằng người ta gọi là lá trơn. Ở cái vùng Quảng Nam gọi là lá trơn. Còn ở trên này mình gọi là lá gì? Dạ, lá sưng. Lá sưng. Dạ. Cái này rất là thơm mà họ người là thường dùng với thịt trâu đúng không? Dạ đúng rồi. Không chỉ bếp lửa mới làm cho cái nhà sàn bớt lạnh, mà chính tiếng hát ca lêu của chàng nghệ nhân cũng làm cho không gian nhà thêm ấm áp. Anh đang hát bài ca lêu mà các bà mẹ Hơ Rê thường ru con. Tè cuối cuối con cuối con. Những gì được trải nghiệm hôm nay sẽ làm tôi nhớ mãi những người bạn Hơ Rê tài hoa ở vùng cao xứ Quảng. Những người đang gắng sức giữ gìn, kết nối và khai mở kho báu văn hóa dân gian của ông bà để lại. Sắp tới giờ chia tay, những nghệ nhân trẻ tuổi báo một tin thật vui. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hơ Rê ở Ba Tơ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.